Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay thì Ngọc Hạo có cập đến từ Nhật về tại Ngọc Hạo Audio Sài Gòn. Những cái bộ dàn của thương hiệu Bâu nha mọi người. Thì hôm nay Ngọc Hạo sẽ khui thùng trực tiếp và lên sóng quay cận cảnh cho tất cả các bác anh xem luôn mọi người nha. Nói chung là về trong cái tình trạng cực kỳ đẹp, cái bộ dàn đợt này Ngọc Hạo về là cái bộ dàn cao cấp của thương hiệu Bâu. Đó là cái bộ mà Bâu Lifestyle mọi người nha. AV18 Lifestyle 18 đó, vừa có cả CD và vừa có cả giải mã luôn. Cái súp thì nó nằm ở phía dưới mọi người nha. Đó, mọi người thấy là sơ qua là về trong tình trạng Ngọc Hạo về trực tiếp từ Nhật cập bến tại Ngọc Hạo Audio Sài Gòn, nên với cái mức giá gửi tới cho tất cả các bác anh rất là tốt luôn mọi người nha. Đó, về trong tình trạng cực kỳ đẹp. Mọi người biết là những cái bộ mà Lifestyle của thương hiệu Bâu á, thì mọi người mua về chúng ta bố trí trong cái hệ thống phòng khách này kia để có thể vừa nghe nhạc và vừa xem phim cực kỳ hay luôn mọi người nhé. Đó, thì những cái bộ Lifestyle này của thương hiệu Bâu thì nổi tiếng lắm mọi người. Nói chung là về cái là hết, về cái là hết. Đợt trước tất cả các bác anh để ý là trên kênh của Ngọc Hạo á, Hạo về đâu được bộ hai bộ á, thì khách lấy hết. Thì lâu lắm rồi thì đợt này mới về lại á. Nói chung là nhiều đợt trước nhiều bác cũng hỏi Ngọc Hạo lắm nhưng mà không có. Đợt này thì Ngọc Hạo săn lùng dữ lắm ở bên đó mới được một bộ nha mọi người. Đây, bây giờ thì Hạo sẽ lấy ra. Đó, từ Nhật cập đến tại Remote Dream luôn, tại Ngọc Hạo Audio Sài Gòn. Nên là cái tình trạng của nó rất là đẹp, Hạo tuyển chọn ở bên đó luôn mọi người. Và cái giá đặc biệt đó là cái giá về trực tiếp, nên cái giá rất là tốt gửi tới cho tất cả mọi người nha. Đây, để Hạo lấy, nói chung là nó sẽ có 5 cái loa. Kèm theo đó thì nó sẽ có một cái súp, rồi cái đầu CD kiêm DAC luôn. Cái súp đây mọi người thấy đẹp chưa? Đây, bây giờ Hạo sẽ bưng ra nha và set up lên cho tất cả các bác và cũng như là test nhạc thử trực tiếp và công bố mức giá gửi tới mọi người luôn. Đây, Ngọc Hạo đã khui ra hết và Ngọc Hạo set up lên cho tất cả các bác các anh xem trực tiếp luôn mọi người nha. Và chút xíu Hạo cũng sẽ test nhạc luôn. Mọi người biết là cái bộ này về á, thì hãng người ta thiết kế là dây này kia là mọi người chỉ việc là mua về xài thôi. Ngoài ra là chúng ta không sắm gì hết. Tại vì hãng người ta làm là thiết kế là dây này kia cũng là có dây rinh của hãng luôn á mọi người nha. Đó, nên là dây người ta thiết kế cũng dài lắm. Nên bác và anh nào mọi người có thể bố trí, ví dụ mọi người bố trí khoảng cách xa cũng ok luôn. Đó, và về trong tình trạng tất cả các bác anh thấy cực kỳ đẹp đó mọi người thấy này. Catalog gì là cũng còn hết đầy đủ, không thiếu gì luôn. Đây mọi người thấy này, Lifestyle 18 này, Series 3 này. Đó, hệ thống của nó là y chang như ngày hôm nay Ngọc Hạo về mọi người nha. Là gồm một cái đầu CD kiêm DAC này, rất là đẹp luôn. 5 cái loa, rồi thêm là một cái remote, cái sub. Đó, không thiếu gì hết này. Bây giờ thì Hạo để cái này qua bên nha, rồi mọi người về mọi người coi thêm. Đó, còn cứ có thêm cả cái hộp tai nghe này. Và cái hộp tai nghe thì nó còn nguyên siêu luôn. Về tất cả các bác các anh, mọi người về mọi người mở ra mọi người trải nghiệm mọi người nha. Đó, Hạo cũng để vô đầy đủ cho mọi người như vậy luôn. Đây, và mọi người thấy cái tình trạng của nó này. Giá cái bộ Lifestyle 18 ngày hôm nay Ngọc Hạo gửi đến cho tất cả các bác các anh với cái mức giá chỉ có là 11.500.000 đồng mà thôi. Đó, một mức giá mà rất là rẻ luôn. Ngọc Hạo về trực tiếp từ Nhật á, với một cái tình trạng tất cả các bác anh thấy này, rất là đẹp, vừa có thể xài được CD này. Đó, và vừa cũng có thể xài được optical giải mã, rất là tiện luôn mọi người. Cái bộ, những cái bộ mà Lifestyle của thương hiệu Bâu á, cực kỳ đắt đỏ luôn. Mọi người biết là những cái bộ 321 thôi á, Bâu 321 á, cũng ra mắt cũng đâu cả ngàn mấy đô rồi đó. Còn những riêng những cái bộ Lifestyle của hãng á, thì ra mắt cái giá xuất xưởng đều là vài ngàn đô không à. Mà ngày hôm nay thì chúng ta bỏ ra có 11.500.000 mà có thể trải nghiệm được cái chất lượng của nó rất là cao cấp luôn á mọi người. Mọi người thấy này, đã về mọi người bố trí lên như vậy để chúng ta biến cái hệ thống của mình trở thành một cái rạp chiếu phim, vừa có thể nghe nhạc và vừa có thể xem phim, nó rất là sinh động đó mọi người. Cái súp đây mọi người, đây, nói chung là Hạo chút xíu Hạo cũng sẽ test nhạc trực tiếp CD rồi optical cho mọi người nghe, hoạt động hoàn hảo hết. Đây đó, lỗ thông hơi nó nằm ở phía trước này mọi người, trên này có chữ Bâu này. Cái súp nó rất là dài luôn mọi người, để Hạo quay đằng sau cho tất cả các bác anh thấy cái thông tin nha. Đó, mọi người thấy này, đây đằng sau này, cái thông tin của nó là ở phía dưới này, để họ dỡ lên. Được làm hoàn toàn tại Mexico hết mọi người nha. Đó, khá nặng lắm luôn mọi người. Đây, để họ quay cho mọi người xem. Make in Mexico. Đó. Make in Mexico, thông tin của nó, ui, nặng quá mọi người. Dỡ một hảo xíu nha, đây, dỡ lại lần nữa đi. Dỡ hai tay á, cho nó, đó, thông tin là
bâu này. Thì họ cầm cái dây lên nha. Đây mọi người thấy này, bên này nó có ghi này, thấy không ta? Hệ thống của nó này, 18 này, 18 series 3 này. Đó, Make in Mexico, cái này nó xuất cho thị trường Nhật nên là 100V. Hình như xài được đa dòng điện luôn hay sao mọi người? Nó ghi ở trên đó là 120, 220, 240 là xài được đa dòng điện luôn phải không ta? Để chút xíu Hảo kiểm tra lại, Hảo đang cắm 100. Để Hảo kiểm tra lại rồi Hảo báo mọi người nha, chứ không về mọi người xài á, đôi lúc nó chảy á. Nhưng mà cái này thì Ngọc Hạo về từ Nhật nha mọi người, hãng bao người ta xuất, người ta xuất dành riêng cho thị trường Nhật. Nó nặng ghê luôn á mọi người, cái súp này quá trời nặng luôn đó. Rồi cái súp mọi người nha. Còn bên này cái CD này, để Hạo một dở lên. Trời ơi, bưng cái tôi hai cái tay đau mọi người, nó nặng quá trời nặng luôn. Đây model là AV18 này, Mario Center này. Đó, được làm tại Mexico này. Đó, mọi người thấy chưa? Make in Mexico. Đây, Make in Mexico này. Đó, mọi người thấy chưa? Này, cái chữ nhỏ nhỏ đây này. Đó, nói chung là cái dàn này thì là cực kỳ chất lượng luôn. Làm hoàn toàn tại nhà máy của hãng ở Mexico hết đó. Nên về chất lượng này kia thì mọi người nghe nhạc rất là hay. Và xem phim cực kỳ sinh động luôn. Đó, nói chung là thiết kế mọi người thấy này, rất là sang luôn mọi người. Giống như là một cái thiết kế theo cái hình bầu dục á, nhìn nó ngầu lắm mọi người. Đây bây giờ thì họ sẽ mở lên cho tất cả các bác ăn. Khi mà mọi người ấn lên cái này, đó, ở bên trong nó có cái cơ, nó sẽ tự chạy lên mọi người nha. Open này kia, chúng ta có thể chỉnh đây, hoặc là có cái remote để mọi người điều chỉnh từ xa luôn. Nó sẽ có open này, đã họ bấm trực tiếp ở trên đây cũng được này. Đó, bên trong này nó cũng có cái đĩa luôn mọi người này. Cái đĩa sẵn của người Nhật á, người ta xài, người ta để ở trên đây về còn luôn này. Đó, cái đĩa Moja hay gì á. Đây, Moja Music này. Để chút xíu Hảo thử mở lên coi mọi người đừng nha. Rồi chứ Hảo cũng tặng cái đĩa này cho mọi người luôn. Nói chung là bên đó nó người ta xài, người ta vẫn còn để ở bên trong á. Để bấm play mọi người nha. Rồi. Của bên Ngọc Hạo nha, cái đó cái đĩa Moja đó. Đó, nói chung là người Nhật người ta xài vẫn còn ở đây nè. Để họ cũng bỏ họ tặng cho tất cả các bác các anh luôn. Cái hệ thống này có 11.500.000 mà trời đất ơi, quá trời là chất lượng luôn á mọi người, rất là hay luôn mọi người nha. Nói chung là tất cả các bác các anh mọi người mua về, mọi người bố trí vừa xem phim vừa nghe nhạc thì đúng bài luôn á mọi người. Thank you.
Mẹ ngồi su con đông đưa vọng buồn, đông đưa vọng buồn. Mẹ ngồi su con mây qua đầu bành, nay trời mưa to. Lạy trời mưa to cho đất sợi mềm, hát mầm vươn lên. Mẹ ngồi su con. Đó, đọc bài cực kỳ nhanh các bạn. Bấm dừng nha mọi người, thì CD hoạt động rất là hoàn hảo và cực kỳ hay luôn mọi người. Nói chung là bây giờ thì Hảo sẽ test từ YouTube xuống luôn đó, cả hai đường để cho tất cả các bác anh thấy là hoạt động hoàn hảo. Hảo thấy là những cái dàn mà của thương hiệu Bow, những kỹ sư Bow họ làm sao mà cực kỳ hay luôn á mọi người. Nói chung là cái dàn nhỏ xíu, từ cái dàn mà nhỏ xíu cho đến là những cái dàn mà khủng thì đều cực kỳ chất lượng luôn. Đây bây giờ thì Hảo sẽ bấm từ trên TV nha mọi người. Hảo test bấm anh đi. Nhắm mắt cho tôi tìm một thoáng hương xưa, cho tôi về đường cũ nên thơ, cho tôi gặp người xưa ước mơ, hay chỉ là giấc mơ thôi. Nghe tình đang chết trong tôi, cho lòng tiếc nuối xót thương suốt đời. Nhắm mắt ôi sao nửa hôn bỗng. Trời, hoạt động cũng hoàn hảo luôn mọi người nha. Cái đường quang mà giải mạ mà từ YouTube TV xuống thì hoạt động rất là tốt luôn đó, và một cái hệ thống đầy đủ như vậy với cái tình trạng cực kỳ đẹp luôn. Ngọc Hảo gửi tới cho tất cả các bác anh với cái mức giá chỉ có là 11.500.000 đồng thôi mọi người. Nói chung là đây là một cái dàn mà thật sự là lifestyle rất là cao cấp của thương hiệu Bow luôn đó mọi người. Đó, nó nằm ở một cái đẳng cấp khác luôn á, và âm thanh của nó này kia nói chung là cực kỳ chất lượng luôn. Với cái mức giá này thì quá trời rẻ luôn, trên thị trường bán cao hơn rất là nhiều luôn mọi người. Nên bác và anh nào lấy thì mọi người nhanh tay liên hệ trực tiếp cho Ngọc Hảo. Đợt này Ngọc Hảo về trong cái lô của Ngọc Hảo cũng chỉ có một bộ duy nhất này thôi mọi người nha. Lâu rồi mình mới mua được lại một bộ duy nhất này. Và bác và anh nào lấy thì mọi người cứ gọi trực tiếp vào số điện thoại của Ngọc Hảo ở góc màn hình. Bây giờ xin chào, hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo.